thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 5. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắt giam nhân viên công ty giao hàng nhanh tham ô hơn 600 triệu đồng. Tìm thanh niên để quên 3 miếng kim loại giống vàng SJC 9999 tại cửa hàng đồ cũ không đồng. Giây phút sạt lở núi làm 3 người tử vong qua lời kể của công nhân. Xe máy bốc cháy ngùn ngụt sau khi bị ô tô tông trúng. Sẽ làm rõ các nội dung vụ Đàm Vĩnh Hưng cài huy hiệu lạ khi diễn. Campuchia phản hồi về yêu cầu chia sẻ thông tin chi tiết dự án kênh đào Phù Nam Techo. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 7 tháng 5. Sáng ngày 7 tháng 5, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm được thông tin phản ánh của báo chí về ý kiến trái chiều của dư luận liên quan trang phục biểu diễn tại chương trình Đàm Vĩnh Hưng Live Concert 2024 với chủ đề Ngày em thắp sao trời. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiến hành mời các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan để trao đổi, làm rõ các nội dung. Kết quả làm việc sẽ được Sở thông tin sớm. Trước đó trên các diễn đàn, nhiều khán giả tranh luận về các huy hiệu mà Đàm Vĩnh Hưng cài trên trang phục, cho rằng các huy hiệu này nhạy cảm. Có ý kiến cho rằng đây là mô phỏng biệt công bội tinh, một loại huy chương của chế độ cũ trước năm 1975. Trưa ngày 6 tháng 5, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng phản hồi trên trang cá nhân. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định các huy hiệu là phụ kiện bình thường, mang tính chất trang trí, để bộ trang phục thêm phần bắt mắt khán giả. Anh nói chúng hoàn toàn không có một ẩn ý nào như các ý kiến trên trang mạng, diễn đàn đang chia sẻ ồn ào. Xung quanh vụ việc này, trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều ngày 7 tháng 5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, nếu ca sĩ vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Ngày 7 tháng 5, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin tìm kiếm chủ nhân bỏ quên nhiều miếng kim loại, nhẫn nghi là vàng sau khi tình nguyện quyên góp quần áo cũ tại cửa hàng đồ cũ không đồng. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại cửa hàng đồ cũ không đồng ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 25 tháng 4, một nam thanh niên khoảng 30 đến 35 tuổi đã mang đến cửa hàng một túi đồ cũ để quyên góp. Khi được nhân viên hỏi tên và địa chỉ để ghi chép, người thanh niên này cho rằng đây là việc nhỏ nên không muốn cung cấp thông tin và vội vã rời đi. Ngày hôm sau, 26 tháng 4, trong lúc tình nguyện viên tại cửa hàng phân loại đồ đạc trong chiếc túi, họ phát hiện một miếng vải mùng bên trong. Khi mở ra, họ bất ngờ phát hiện 3 miếng kim loại màu vàng, 2 chiếc nhẫn vàng và một giấy biên nhận mua bán vàng của một tiệm vàng năm 2006. Trên 3 miếng kim loại còn có khắc chữ SJC 4 số 9. Ngoài ra, trong túi còn có một tờ giấy ghi số điện thoại và tên của một người. Tuy nhiên, khi liên lạc, phía cửa hàng không đồng không thể kết nối được. Ông Phạm Đức Hùng, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Thảo Điền, đơn vị phụ trách cửa hàng đồ cũ không đồng cho biết đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Những vật dụng nghi là vàng cũng đã được bàn giao để phối hợp xác minh và tìm kiếm chủ nhân. Ông Hùng cũng chia sẻ thêm rằng, trước mắt đơn vị sẽ dựa vào số điện thoại này để đối chiếu, xác minh nếu có người đến nhận, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để trả lại đồ vật cho đúng chủ nhân. Khoảng 7 giờ 35 phút sáng ngày 7 tháng 5, tại ngã ba Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, xảy ra vụ một chiếc xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một chiếc ô tô tông mạnh từ phía sau. Cú va chạm khiến chiếc xe máy bị kéo lê trên đường khoảng hơn 10 mét. Lúc này, xăng ở xe máy chảy ra cùng lực ma sát với lòng đường đã khiến ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa lan nhanh và có nguy cơ bén vào phần đầu chiếc ô tô. Phát hiện sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và người dân gần đó đã kịp thời dập tắt ngọn lửa bằng nhiều bình cứu hỏa mini. Người lái xe máy, một người đàn ông trung niên bị lửa bén vào chân đã được sơ cứu kịp thời và đưa đi bệnh viện. Trong khi đó, lái xe ô tô sau khi gây ra vụ việc đã rời khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội điều tra làm rõ. Ngày 7 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang, phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Văn Xeo, 26 tuổi, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu về tội tham ô tài sản quy định tại khoản 3 điều 353 Bộ luật hình sự. Theo kết quả điều tra, công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh tại thành phố Phú Quốc có ký hợp đồng dịch vụ với Lâm Văn Sen với công việc là nhận hàng, vận chuyển hàng từ các kho khác về phân chia cho nhân viên giao hàng để đi giao cho khách, đồng thời cập nhật chuyến đi giao hàng, lấy hàng, trả hàng, thu tiền từ nhân viên giao nhận, sau đó nộp về cho công ty.
Ngày 4 tháng 2 năm 2023, Lâm Văn Sen sau khi thu tiền hàng từ các nhân viên, phát nhân viên giao hàng của công ty với số tiền trên 609 triệu đồng bằng hình thức chuyển vào tài khoản của Sen và tiền mặt. Sau đó, Sen lấy hết số tiền này mang đi nộp vào tài khoản cá nhân của Sen rồi tự nghỉ việc và chiếm đoạt luôn số tiền trên tiêu xài cá nhân. Do nhiều lần công ty yêu cầu Sen trả lại tiền nhưng bị can không thực hiện nên làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan công an. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 7 tháng 5, một người đi xe máy trên đường thì bất ngờ trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Tân Thới Hiệp, quận 12 ngã xuống đè trúng. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã đưa nạn nhân vào nằm dưới chân cầu để chờ xe cứu thương chở tới bệnh viện. Tại hiện trường, trụ đèn nằm đè trên xe máy. Ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Cảnh sát giao thông cùng lực lượng chức năng địa phương đã đến phong tỏa, ghi nhận hiện trường. Đến khoảng 12 giờ, trụ đèn chiếu sáng và xe máy của nạn nhân được di dời. Sau nhiều giờ xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào chiều ngày 6 tháng 5 khiến 3 người tử vong, các công nhân thoát nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc diễn ra quá nhanh. Đây là hình ảnh hiện trường vụ sạt lở tại công trình thi công cột trụ số 28, dự án đường dây 500 kV, mạch 3, Quảng Trạch, Quỳnh Lưu. Lực lượng cứu hộ đang dùng võng đưa thi thể các nạn nhân tử vong qua khu vực sạt lở nguy hiểm. Anh em đi làm trời mưa đi vào đám trú, trời mưa đất nhồn ở trên trú chạy xuống, anh em vẫn chạy không kịp. Như đã thông tin, vụ sạt lở xảy ra vào chiều ngày 6 tháng 5 tại lán trại tạm của nhóm công nhân thuộc nhà thầu phụ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4, khiến 3 người tử vong và 4 người bị thương. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành cứu hộ, cứu nạn, đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. 3 công nhân tử vong cũng được đưa ra khỏi vụ sạt lở trong chiều tối cùng ngày. Sáng ngày 7 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đưa ra xét xử vụ án môi giới, đưa và nhận hối lộ để làm giả kết quả giám định pháp y. Theo đó, bị cáo Phạm Ngọc Phượng, cựu giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi, bị truy tố tội nhận hối lộ. Bị cáo Đỗ Văn Thương, Nguyễn Bá Nhật bị truy tố tội môi giới hối lộ. Bị cáo Nguyễn Thành Tính, Mai Văn Học, Hà Trần Vũ bị truy tố tội đưa hối lộ. Đại diện Viện Kiểm sát tham gia tố tụng cho rằng, kết quả xác minh, bị cáo Phạm Ngọc Phượng là giám định viên, giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi, nhiều lần nhận hối lộ, làm giả kết luận giám định bệnh tật. Tính đến khi cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố bắt giữ, bị cáo Phạm Ngọc Phượng đã làm giả 15 kết quả giám định pháp y. Mỗi lần làm giả, Phượng đều nhận tiền, quà hối lộ. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện gia đình các bị cáo Phượng, Nhật, Thương đã nộp số tiền 144 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Chuyển sang các thông tin trên thế giới, trong một cuộc họp ngày 7 tháng 5, Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chathon đã khẳng định rằng nước này đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo về dự án kênh đào Phù Nam Techo cho Ủy hội sông Mekong theo đúng Hiệp định Mekong năm 1995. Ông Sun Chathon cho biết Campuchia đã thông báo cho MRC về dự án Phù Nam Techo vào ngày 8 tháng 8 năm 2023, đồng thời bác bỏ những lo ngại về tác động môi trường của dự án này. Theo Phó Thủ tướng Campuchia, Hiệp định Mekong 1995 quy định các nước thành viên chỉ cần thông báo cho MRC về các hoạt động ảnh hưởng đến nhánh sông mà không yêu cầu tham vấn trước hay đạt được thỏa thuận cụ thể. Kênh đào Phù Nam Techo sử dụng sông Bát Sát, vốn là nhánh của sông Mekong. Do đó, Campuchia đã thực hiện đúng nghĩa vụ thông báo khi chia sẻ thông tin về dự án với MRC. Ông Sun Chathon nhấn mạnh, Campuchia không hề lơ là trách nhiệm chia sẻ thông tin chi tiết về dự án Phù Nam Techo cho Việt Nam, cả chính thức và không chính thức. Nếu cần thông tin, Việt Nam có thể liên hệ MRC để được cung cấp. Tiếp đó, giải thích về lo ngại kênh đào Phù Nam Techo làm giảm lưu lượng sông Mekong, Phó Thủ tướng Campuchia nói rằng dự án chỉ cần 5 mét khối trên dây, tương đương 0,053% lưu lượng sông. Ông khẳng định kênh đào Phù Nam Techo thậm chí còn góp phần giảm nhẹ lũ lụt ở miền Nam Việt Nam. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Campuchia cũng nhấn mạnh dự án kênh đào Phù Nam Techo có sự tham gia của nhiều tổ chức như Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong và một công ty con của Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc. Trước đó, Campuchia cho biết mục đích của dự án xây dựng kênh đào Phù Nam Techo là nhằm phục vụ giao thông đường thủy nội địa và kết nối đường thủy.
Dự án này sẽ khởi công vào cuối năm này với kinh phí dự kiến 1,7 tỷ đô la Mỹ và kênh Phù Nam Tetro sẽ hoạt động từ năm 2028. Lúc 12 giờ trưa theo giờ Moscow, 16 giờ theo giờ Việt Nam, lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 của Tổng thống Putin được tổ chức long trọng tại Đại cung điện Kremlin. Lễ chính thức nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga của ông Putin được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Russia ngày 7 tháng 5. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 đã được tổ chức từ ngày 15 tới ngày 17 tháng 3. Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC, Tổng thống Putin đã tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Nga lần thứ 5 với số phiếu áp đảo hơn 87%. Cuộc bầu cử này có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tới 77,44%, cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại của nước Nga. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã chúc mừng ông Putin về chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Ngày 6 tháng 5 giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã phá hủy tổng cộng 5 xuồng không người lái của Ukraine. Cơ quan này không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết về các mục tiêu của các xuồng này hoặc vị trí chúng bị hạ. Trong thông báo, cơ quan này công bố hình ảnh cho thấy một trực thăng quân sự của Nga đang đuổi theo một chiếc xuồng không người lái trên biển. Có thể thấy máy bay liên tục bắn vào xuồng bằng súng máy. Theo đài Russia Today, phương tiện của Ukraine trông giống như một chiếc thuyền máy nhỏ, phía trên dường như có gắn một tên lửa. Đoạn clip kết thúc với cảnh xuồng không người lái phát nổ sau khi bị bắn. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay Nga tiêu diệt xuồng không người lái của Ukraine, nhưng chiếc xuồng này đặc biệt gây chú ý khi lắp tên lửa dẫn đường bằng tia hồng ngoại R-73 dài khoảng 3m theo trang Fox. Trên xuồng gắn ngàm đôi, nhưng trên đó chỉ có một tên lửa. Theo một số trang tin quân sự, chiếc xuồng đã nhắm bắn một trực thăng Mi-8 của Nga, nhưng hụt. R-73 là một tên lửa không đối, không tầm ngắn, cũng có thể được phóng từ các hệ thống trên mặt đất. Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 8 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến là 50 đến 100 mm, có nơi trên 130 mm. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Hà Nội ngày mai 8 tháng 5 trời nhiều mây, có mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Khu vực thành phố Đà Nẵng trời có mây không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh ngày mai 8 tháng 5 trời ít mây, có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất là 26 đến 28 độ C và cao nhất là từ 34 đến 36 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực. Quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, hệ thống Facebook và YouTube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.